cùng diện quần phanh cúc bảo anh Eli Trần sexy hết nấc. Ngân 98 thiên nga đã xấu lại phản cảm. Lăng xê xu hướng mặc quần trễ nải bên ngoài bikini nếu không khéo sẽ nhận chỉ trích từ dân mạng như thiên nga và ngân 98. Tận dụng kỳ nghỉ Tết đầu năm, bảo anh tự thưởng cho mình chuyến du hí ở Bali. Nữ ca sĩ không quên lưu lại khoảnh khắc đẹp ở nơi đây bằng bộ ảnh bikini nóng bỏng. Giọng ca, ai cần ai còn gây chú ý khi diện quần thả cúc bên ngoài đồ tắm. Cách lên đồ của cô khiến người xem tập trung được vào vòng eo phẳng lì đáng ngưỡng mộ. Cũng là một mốt quần cục mặc ngoài đồ bơi, nhưng trước đó Thiên Nga lại nhận không ít chỉ trích từ khán giả. Nhìn phản cảm quá, ranh giới gợi cảm và phản cảm thật mong manh. Không những thế, người đẹp còn để lộ vòng ba rạn nứt, cũng lăng xê mót quần sọt mặc kiểu trễ nải bên ngoài nội y. Elite Trần cũng nhận cơn mưa lời khen vì body chuẩn từng cm. Mẹ hai con nhiều lần chụp hình với phong cách này và lần nào cũng khiến chị em không khỏi trầm trồ. Ngân 98 cũng bị chơi gây nhức mắt người xem khi mặc mốt quần 5cm ngắn cuộn, bó sát, phanh cúc khi mặc ngoài áo tắm một mảnh. Hot girl ngực khủng sở hữu một bộ sưu tập những chiếc quần ngắn cuộn không che nổi vòng ba.